Theo thông tin từ Bộ Tài chính thì đến thời điểm hiện nay có đến hơn 28.000 tỷ đồng vốn đầu tư hiện chưa phân bổ được. Dù có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là khách quan và không do phía các bộ ngành địa phương. Bộ Tài chính cho rằng nếu thời điểm hiện nay chưa phân bổ được vốn thì việc thu hồi hoặc là điều chuyển là hợp lý bởi chỉ còn hơn 4 tháng nữa là hết năm, không thể giải ngân được số tiền này. Tính đến ngày 25 tháng 7, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ vốn đầu tư của 52 trên 53 bộ, cơ quan trung ương, chỉ còn một đơn vị chưa phân bổ là ủy ban quản lý vốn nhà nước do đơn vị này trả lại vốn và 63 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 54 trên 54 báo cáo phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia của các đơn vị với tổng số vốn phân bổ là hơn 502.726 tỷ đồng đạt 105,29% kế hoạch vốn quốc hội chính phủ giao nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 53.444 tỷ đồng thì tổng số vốn đã phân bổ là hơn 449.281 tỷ đồng đạt 94,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ là hơn 28.178 tỷ đồng chiếm 5,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây chủ yếu là vốn trong nước với hơn 25.254 tỷ đồng. Trong đó, số vốn chưa phân bổ cả cơ quan trung ương và địa phương xấp xỉ như nhau. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tác tháng cuối năm, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì ra soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc thu hồi kế hoạch vốn năm 2020 đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện bố trí vốn hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn số tiền hơn 28.000 tỷ đồng chưa phân bổ.